Cụ ơi, dương gian trời sắp trở về tối. Nay đoàn nhạc hiếu chúng con xin phép được kêu thay lạy đỡ cho toàn thể các con các cháu. Xin kính thỉnh chân linh hương hồn cụ về hiến hưởng tuần hương. Rộng mà thanh thanh, cha mẹ vất vả nuôi dưỡng các con từ tâm bé, công cha đầy trời, công mẹ đầy non, công cha thì như con mẹ thì chiếm lấy ướt để nhường nghề khô sao. Cha ơi, giờ đây trời sắp tối rồi, mâm cơm đạm bạc nghề ra đình. Nay các con xin kính thỉnh cha về hiến hưởng tuần cơm. Cha ơi, nay vì kim cứ Việt để Nam Quốc Thái Nguyên đi tình, Phú Lương Nguyệt đề Giang Tiên thì phố giang chung chung nghe. Cha ơi, nay các con xin kính thỉnh chân linh hương hồn cha là Nguyễn Trường Xuân. Cha sinh ngày mùng 10 tháng 1 năm 1938. Cha hưởng thọ 84 tuổi. Cha lâm chung tử nạn lúc 6:00 phút ngày 22 tháng 5 năm 2021, tức ngày 11 tháng 4 năm Tân Sửu. Phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc. Cha ơi, hãy là người đang ở đỉnh Trường Sơn, hãy là người đang vui thu đi của cây sông mơ núi. Cha ơi, hãy cha còn nề đang cưỡi hạc xe mây, hãy cha còn nề đang ở ngã ba hở đường. Cha ơi, nghe thấy lời cháu con anh em thỉnh gọi, ba hồn bảy vía tốc nhập đàn chẳng lại lâm hiên hương. Nhất tuần nề châm tiêu, con trai con rể đại diện lên rót ba chén rượu để mời cha. Nhất nề tuần nề là tuần nề con rót nề, rót chén nề, rót chén có rượu mời.
còn con kẹo chén rượu ra. Cha ơi là hồi cha ơi, mà để các con cúi chào cha đây là ôi cha. Tam tuần này là tuần này con rót rót chén. Phần này chúc thức con gái con dâu lên trước linh sàn, xới cơm gắp thức ăn vào bát để mời cha. Cha ơi, cơm đó một tí đũa thì vơi, cơm đông mì hai đũa này các con bay vòng cha về. Cha ơi, ba hồn bảy vía cha về xới cơm mì, cha về hiến hương tuần nề cơm mì cho đỡ. Cha ơi, thân con người ta sống ở trên đời cũng nên biết rằng ân sâu nghĩa nặng, cha mẹ nhọc lòng mẹ vất vả nuôi dưỡng các con này. Nay thịt heo xương mòn nề, đầu bù tóc rối, hạt đen chấm môn cha ơi, người mất chẳng còn. Nay các con là trai gái rể dâu, các cháu nội ngoại cùng anh em quỷ trước linh sàn. Cha ơi, các con không đầu tang chiều, con mời cha về xới cơm mì. Phần này nước tắp, cháu nội cháu ngoại lên rót nước lấy tắm để mời ông. Ông ơi, nước này là nước trời sinh, nước này là nước thiên đình mưa rơi. Ông ơi, trời làm chi cực bay ở trời, để ông ra đi này cháu con anh em ở lại dục hở rồi chân là tay. Ông ơi, che ra mang lại mọc lên là thân che ấm bụi làm nhà làm tắm. Từ nay ngày tư ngày Tết hôm rằm, cha mẹ các cháu lên nhang thỉnh gọi ông về ông xơi. Cha ơi, công cha nghĩa mẹ sinh thành, các con mang hai công ơi, con chấp hành thái sơn. Cha ơi, trên mâm cơm các con đi có gạo có tiền, cha về nhận lấy đi đường
cha tiêu. Cha ơi cha có đi thôi, đi đường bạc mà cha chớ có lạc đường xanh. Đường bạc đường tu hành, đường xanh thời về địa ngục. Cha về nơi âm dương xa cách ngàn ở trùng. Cha ơi cha nhớ che nhớ chở trên đời này cho các cháu các con đi. Tin chú kiện thành nghề hương hoa đăng trà quả thức lễ tất cung cung tam mở vai. Lễ chúc thực cho cụ ông Nguyễn Trường Xuân đã xong. Xin mời cháu con anh em để tề tiệu vào hai bên đinh kiệu.